Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, kính gửi đến quý cô chú bác và quý anh chị một câu chuyện thật 100% nói về một ngôi nhà và được gọi nơi đó là mái ấm. Đó là mái ấm Thiên Ân, địa chỉ ở số 93 đường số 8, Tam Phú, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chính xác, đó là mái ấm Thiên Ân, là trung tâm bảo trợ người già neo đơn tọa lạc tại số 93/6 đường số 8, khu phố 5, phường Tam Phú thuộc quận Thủ Đức và nay là thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây các sơ đang coi sóc và chăm sóc nhiều người già. Mái ấm đã hoạt động đến nay là 30 năm. Hiện tại có 90 cụ bà và không có cụ ông. Cụ nhiều tuổi nhất là 104 tuổi. Cụ vẫn tự tay xúc cơm ăn được. Nhìn chung chỗ ở của các cụ sạch sẽ, được săn sóc tốt bởi 16 sơ và người phục vụ. Máy giặt có đầy đủ nhưng hàng tháng các sơ phải trả đến 15 triệu tiền điện nên các sơ hạn chế giặt máy. Cụ nào còn tự làm được thì giặt tay, sau đó cho vào máy để mà vắt. Quần áo mùa hè với lại toàn bộ thun nên giặt tay cũng không là vấn đề theo cảm nhận của người quan sát. Có cả máy tập thể dục, máy này do các gia đình họ không dùng nên mang đến để mà tặng cho. Tại những phòng người liệt thì có vòi tắm ngay cạnh giường để tắm tại giường luôn. Rất tiện lợi, cái giường cũng thiết kế dốc nghiêng và cuối giường đều có hai cái lỗ để thoát nước khoảng 5 cm đường kính. Nhìn chung về cơ sở vật chất cũng khá ổn. Bây giờ chủ yếu ở đây cần tã cho người già. Thực phẩm thì cần rau, cần gạo, cần bún, cần mắm, miến, bột nêm, bột ngọt, đường các thứ, tất cả thứ gia vị và sử dụng hàng ngày. Vào dịp Giáng sinh và Tết thì các nơi đến thăm nhiều, sau Tết thì lại vắng hoe. Chính vì vậy hơi khó cho quý sơ, lúc thừa, lúc thiếu. Vậy nên một số người cũng gửi cho sơ số điện thoại, lúc nào thiếu cái gì thì gọi, sẽ mua mang vào. Đợt này vận động cho một số người quen giảm giá những món hàng mà người quen có để mà giúp cho mái ấm được phần nào. Khi bước vào trong phòng, cảm giác thật khó tả, nước mắt từ đâu nó cứ trào ra khi nghĩ về phận người. Rồi đấy, chúng ta cũng sẽ già và cần người khác giúp đỡ. Ở đây hầu hết là người neo đơn, không con cái, không gia đình. Vì sức chứa có hạn nên quý sơ cũng không nhận người còn con cháu, cho dù nhu cầu họ gửi cũng rất nhiều. Người liệt nên gia đình không muốn săn sóc, muốn gửi cho các sơ. Đến đây chợt nghĩ, không biết làm sao với phận con cái, sống chữ hiếu thế nào, sống đạo Chúa ra sao, giữ 10 điều răn Chúa thế nào, mà khi ông bà cha mẹ của mình bị liệt lại đưa vào để cho các sơ săn sóc. Giả như nếu các cụ mà có một gia sản lớn thì có tới các sơ 1% nào không? Không ai sinh ra để lo cho người khác, chẳng qua là vì lòng trắc ẩn nên gánh vác mệnh trời. Các sơ cũng là người và sức khỏe thì có giới hạn, vì tình yêu, vì nhìn thấy anh em là bạn hữu, là anh em cùng một cha trên trời, và các sơ xác tín đó là quà tặng Thiên Chúa gửi cho mình, nên các sơ tận hiến cuộc đời cho Chúa mà thôi. Hồi nhỏ được cha mẹ ông bà thương yêu thì tại sao khi cha mẹ ông bà già đi, chúng ta lại không thương yêu họ? Trừ một số trường hợp đặc biệt thì thấy một con người mà không yêu nổi đấng sinh thành của mình thì ở trên đời này đừng nói đến hai chữ đạo đức, cho dù bạn có đi chùa tháng 30 ngày đi chăng nữa. Hiện tại nơi đây các phòng cũng đã đầy hết, phía trước có căn nhà sức chứa được 30 người cũng cũ quá nên vừa rồi đã sập. Giờ xin phép xây dựng thì quận nói là quận không được quyền cấp phép. Lên sở xin thì 3 năm họ cũng chưa cho phép xây, mà chỉ cho nâng nền và nâng mái thôi. Cũng không hiểu làm sao những người đang phải đúng ra, những người đó đứng ra phải chịu trách nhiệm và lo cho những người già neo đơn trong xã hội mà lại thờ ơ như vậy. Các sơ đã dành cả phần đời còn lại để làm việc thiện nguyện
Vậy mà tại sao những người đó lại không tạo điều kiện khi họ đã gánh vác phần việc này cho xã hội? Nơi đây các sơ sống phục vụ, nếu không có tình yêu thì khó ai mà có thể trụ nổi nơi đây. Bởi đến đây chỉ là để phục vụ, đó là một câu chuyện thật 100%. Các sơ không đi tìm hão danh mà đi tìm cuộc đời phục vụ, hy sinh cả về sức khỏe, cả về lý tưởng của mình, để mà tận hiến cuộc đời cho Chúa qua tha nhân phục vụ, đến chăm sóc những người lớn tuổi cả đêm cả ngày. Lấy đời con dệt nỗi khát khao, dệt bó ước ao, nhưng sao Chúa ra tay cắt đứt ngang hàng chi. Lạy Chúa, con như người thợ nề xây hạnh phúc đời riêng, một cõi ấm êm nơi thế chân, nhưng sao con vẫn cô đơn lạnh lùng. Ôi con đâu hay biết rằng đường dệt con lạc lối, những mối gạch tranh vênh xin cho con ghi nhớ. Nếu Chúa không xây nhà thì thợ nề vất vả cũng chỉ là uống công. Lạy Chúa, con như người thợ chài đang chài lưới lợi danh, lội bắt suốt căn ở giữa biên đời, nhưng sao vẫn tay không sóng mênh mông buông lấp. Lạy Chúa, con như người làm vườn đang chờ phát tiền lương, thầm nghĩ chắc hơn người kia đến sau, nhưng đâu hay cũng không hơn một đồng. Ôi con đâu hay biết rằng thuyền đời con lạc bên những túi bạc hư vô, xin cho con ghi nhớ chính Chúa nơi con tìm. Vì cuộc đời con được Chúa mãi là thắm tươi. Ôi con đâu hay biết rằng đường dệt con lạc lối, những mối gạch tranh vênh xin cho con ghi nhớ. Nếu Chúa không xây nhà thì thợ nề vất vả cũng chỉ là uổng công. Ôi con đâu hay biết rằng thuyền đời con lạc bên những